Đấy các bác nhìn, có nhận ra cây sắn này không? Có nhận ra cây sắn này không? Bây giờ xem là của ai. Anh An. À, đúng ông em An. Hello, xin chào các bác cô chú anh chị. Tôi đang có mặt ở sân vận động huyện Thạch Thất, quê hương của tôi các bác nha. Đang có cái hội chợ trưng bày triển lãm sinh vật cảnh và hàng thủ công mỹ nghệ để chào mừng cái dịp mà Thủ tướng Chính phủ quyết định huyện Thạch Thất lập chuẩn nông thôn mới. Đại loại là như vậy các bạn. Còn tôi thì quan tâm đến cây. Hôm nay có một phiên chợ ở Vạn Phúc nhưng mà tôi xin phép, tôi về quê nên là tôi sẽ ra đây. Mà đây rất nhiều cây đẹp, rất là nhiều cây đẹp. Nó không phải là một cuộc triển lãm chuyên về cây nhưng mà nó là hội tụ rất là nhiều những cái tác phẩm đẹp. Ok các bạn, tôi sẽ xin phép quay từ cổng vào đi. Đặc trưng của Phú Đoài, Sơn Tây rồi vùng Trung Du, bản Sơn Địa như của vùng đất chúng tôi là nó có cái đặc trưng ở Đá Ong này các bạn ạ. Nhiều nơi cũng có nhưng mà phần lớn các bác là nhiều người không biết đến cái loại chất liệu đá này. Cái chất liệu đá này thì cứ đào dưới đất lên thôi và theo thời gian nó sẽ cứng hơn. Mưa nắng nó có cái phần thịt đá và những cái phần lỗ như tổ ong này này, nó có đất ở trong ấy, thì tùy chất tùy cái độ tuổi mà nó có những cái lỗ to hay nhỏ khác nhau, hoặc đá già đá non thì đại loại vậy. Thì đấy, đây là một cặp đôi rồng rất là đẹp. Cái đá này nó cũng rất là dễ tạo tác đấy, rất là mềm, các bác có thể gọt sũa thoải mái nhưng mà cũng rất tỉ mỉ với những chi tiết nhỏ thì nó rất dễ được bị vỡ ra. Đấy là một đôi rồng trầu trên một cái cổng Bắc Bộ xưa đây. Đá ong có ghép từng cái đoạn một. Đấy. Chứ đá ong nguyên khối như này thì nó nhiều khi nó rất dễ bị gãy vỡ. Người ta ghép những cái khối nhỏ vào nhau. Đấy. Quanh là đầu kia là một cái xoan hay là cái cóc gì đấy, cái Tùng La Hán, một cái rừng Mai Chiếu Thủy, nu. Đấy, tôi sẽ bắt đầu với cái cây xanh này, một cây xanh rất là đẹp. Không gian bên trong có nhé. Tôi sẽ làm một cái video dọc cái hành lang đón khách vào mini này và đi xung quanh một vòng bên phía bên này các bác nhé. Xin phép là quay từ đây xong rồi đến hàng mini kia. À, cây xanh ôm đá rất là đặc trưng của lối làm của các cụ xưa đây. Cái hình đá, hình thái đá giống như là con rùa các bạn. Đấy. Và cái cây là đang ôm trên cái mu của con rùa, trên một cái bể đá, cái bể xi măng mới thôi. Đấy. Cây xanh rất là đẹp, cây xanh rất đẹp, cỡ tầm trung rất là đẹp, xanh Nam Điền rất đẹp. Tôi cũng rất thích cây này, rất chuẩn mực. Đầu rùa bác xem đây, có gió quá. Lễ đón nhận nha các bác nhé, đạt chuẩn nông thôn mới. Cánh Nậu cái vùng đất Thạch Thất rồi. Có hòn đá cuội. Cái vùng đất Thạch Thất là cũng là một cái nôi của rất là nhiều làng nghề các bác. Làng nghề truyền thống về gỗ, về vải, về cây cảnh, rồi rất là nhiều những thủ công mỹ nghệ khác. Và đặc trưng là một cái vùng quanh ủy ban huyện này là cái làng nghề gỗ và sắt rất là phát triển, và đặc biệt là chơi cây cực kỳ mạnh. Vì kinh tế mà mạnh thì quấn theo là chơi sẽ rất là mạnh. Đấy. là một cây xanh rất là đẹp ngay ở đầu cổng vào. Xin tạm biệt để sang với cái hàng tiếp theo. Cây sắn của vời ngày xưa đây đã ra đây rồi. Cây xanh lá móng các bạn ạ, đối với một cây xanh của ông Nguyên ở Cánh Nậu. Cây xanh lá móng là một cái dòng mà nó rất khó mà để được một cái cuốc to. Nếu mà to này thì gần như là cái thân của phần cốt của nó cũng không to được, nó chỉ có phần vách của nó là nhiều. Đấy, đặc trưng của nó nhiều quả lá hình cái chiếc móng. Ở nhà tôi có một cái cây ôm cổng là từ một cái tay này ra đấy các bạn. Đấy, các bạn tưởng tượng các bạn. Các bạn nhìn một cái cây rất hoành tráng nhưng mà là khí đá ở trong nhá, chứ phần thân nó rất ít. Đặc trưng cái dòng xanh này nó là như vậy. Muốn có to cũng rất khó, không gần như không có. Mà vách của nó rất là nhiều. Xanh lá móng. Đối với một cái xanh lá móng như này là ông là bề thế rồi. Bề thế rồi. Cái hoa giấy. Cái hoa giấy của anh em Hữu Bằng. Đấy, các bác nhìn có nhận ra cây sắn này không? Có nhận ra cây sắn này không? Bây giờ xem là của ai. Anh An à, ông em An hình như vậy. Xanh. Nhưng mà để ở đây hơi chơi vơi một mình quá. Cái cây sắn ấy không hợp cái chỗ này lắm. Có lẽ để riêng nó một cái chỗ khu vực mini thì hay hơn. Kim. Mai, mùa này đang hoa mai rất là thơm quá. Đây, một cây ngâu đây. Cây ngâu. Xin lỗi, đây là ghi tên sai các bạn, nó là cây ngâu các bác nhé, chứ không phải cây nguyệt quế nhé, đó là cây ngâu. Cây ngâu các bạn. Ở đây là ghi in tên sai, in tên bị sai. Cây này thì hơi hướng dáng cổ, sau làm nó sẽ được một cây rất là đẹp. Làm sạch sẽ chút thì đẹp. Thành. Đấy, tôi thích cái dáng cây này mới gọi là cái phần nó còn khá là phôi và làm bông răm sớm đấy các bạn. Đấy. Mà tôi thích dáng của cây này. Giá mà mình được sở hữu mình sẽ sửa lại rất là nhiều. Cái này cũng vừa mới lên cái chợ thôi. Xanh quê thế quá. À, đây có một cây du rất là đẹp của An luôn. Cây du đẹp. Này các bác nhìn. Cây du này chắc là bên trong kia nhập ra thôi. Bởi cái dáng cây đó, cái cách làm là ở bên trong. Nhìn các bác nhìn trong, nhìn chung đổ vào. Đấy. Nhưng nó là cây du đẹp. Kể dáng thế lẫn tuổi tác, chân bệ. Mặt sau nó không có lối đi các bác, nên là xin phép các bác là xem mặt chính thôi. Đấy, cũng là một cây xanh quê. Tiếp theo xem của ai đây. cái bệ ôm đá và nó cái độ trải, độ trườn rất là nghệ thuật. Đấy, rất nghệ thuật. Cây ôm đá rất là lâu năm rồi. Ngày xưa các cụ hay làm cái kiểu bệ vó này, cao lên, nó như cất vó các bác, cao lên. Đấy, thích nó cao. Đấy. Đấy, thì cái này thừa hưởng được cái độ trườn và cái bệ từ xưa, từ cái thời mà làm đá xưa. Đấy, thì nó được cái bệ rất là trẻ, rất là bết, sạch. Có lẽ là xin chia làm 1, 2, 3 cuốn video ở đây, đằng kia còn rất là nhiều các bác. Các bác cứ xem dần, không có thì nó bị nhiều khi nó bị loãng các bác. Các bác đã đam mê thì các bác theo dõi từ các bác. Nhiều khi quay cùng một cuốn video nó làm các bác bị nhàm chán. Và nhiều cái cây các bác dễ dàng bị bỏ qua quá. Đây, một cây xanh rất là đẹp. Tùng Quỳnh. Đấy, xem. À đây, chỗ này cũng có một tí lối đi đây. Đó. Đấy. Cây xanh đẹp. Phần này nó nhè đá này, nó nhè và nó đi, nó rất là già nó mới được như này. Cây đa dáng rất là lạ. Cây đa dáng rất là lạ. À, bánh Tiến Hảo. Đấy. Các bác chắc rất khó gặp những cây đa dáng như này đúng không ạ? Cây đa thường là dáng làng không? Đấy, nhưng mà cây này thì dáng thậm chí nó là một quái. Nó là cây đa quái. Tiến Hảo là một người chơi cũng rất là sâu ở trên này. Đi lao. Sao lại tên tác phẩm xanh nhỉ? Có vẻ in tên nó hơi bị sai. Đó là cái phi lao mà. Cũng rất là nhiều người dân ở trên này đi thăm thú các bạn. Vì trong kia nó còn nông sản rồi đồ gỗ rất là nhiều. Đây là xanh có cái dáng rất là đẹp và cái phần thân sạch sẽ. Phần tay cành thì hơi dài một chút nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Okay. Cái biển treo gần thân quá đâm ra che mất. Đấy, tín đồ mini các bạn, cái chậu tàu cũ. Đây cũng là một cây xanh nữa. Nhìn như cái me luôn. Sùng. Giá mà mình biết thì chắc là mình cũng sẽ đem một số cái cây ra đây. Nhưng mà thực tế là tôi không biết các bạn. Thực tế tôi không biết đâu. Vì tôi lại công việc của mình lại ở dưới nội thành các bạn. Khi thi thoảng mình quay thôi. Đi nhanh qua cái chỗ này. Cây đa núi, cây đa núi. Dòng này cực kỳ nhiều quả, quả như quả sung quả túc luôn. lắm có khu thương mại thì nó sôi động hơn không? Bởi trên này ngay cạnh cách đây khoảng độ 1-2 cây số nó có một cái chợ cây rất là to, chợ Hữu Bằng hay chợ Nủa các bác. Chợ cây cũng rất là nổi tiếng đấy. Anh em đi chợ Vạn Phúc hay là các nơi đều cũng sẽ đi chợ ở đây. Nó là ngày 2, ngày 7 âm lịch. Đấy, thì nó sẽ không bị chợ trùng với chợ Vạn Phúc, cho nên là anh em cứ ở chợ Vạn Phúc xong lại chợ này, xong lại mai lại chợ khác, mỗi chợ một ngày mà các bác. Đấy, thì ngày nào các anh em cũng đi chợ là vì thế. Đôi xanh. Đây cũng một cây lá móng nữa. Cây này cốt rất là to, cốt bằng bắp chân luôn. Có điều là nó là cây bóng. Rồi, xin cảm ơn các bác. Tôi vừa mới giới thiệu qua các bác một cái dãy cổng chào và một dãy cánh phải, có hàng cả mini lẫn một số cây tầm trung ở đây. Các bác theo dõi và đến với làng nghề truyền thống của huyện Thạch Thất các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.